thực hư Hồ Văn Cường được phán tặng bó hoa 120 triệu đồng. Bó hoa hồng màu xanh cực lớn, được cài dày đặc những đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng là quà tặng mà Hồ Văn Cường nhận được từ khán giả khiến nhiều người tò mò. Mới đây, trong một buổi diễn, ca sĩ Hồ Văn Cường nhận được bó hoa đặc biệt do người hâm mộ phán tặng. Đây là món quà từ một khán giả giấu tên. Người này cho biết bà đã hâm mộ Hồ Văn Cường từ lâu. Để thể hiện tình cảm với nam ca sĩ này, bà đã tặng anh món quà trị giá 120 triệu đồng tiền mặt. Đây là bó hoa hồng lớn được làm từ những tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Người phụ nữ nêu trên gửi tặng bó hoa đặc biệt cùng lời nhắn, thương tặng con Hồ Văn Cường. Cô giấu tên tặng con 120 triệu đồng trong sâu. Hình ảnh Hồ Văn Cường cười từ khi nhận bó hoa được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội với nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Đây không phải lần đầu tiên Hồ Văn Cường nhận được tiền mặt trong các chuyến biểu diễn. Người hâm mộ nam ca sĩ này thường xuyên cập nhật lịch biểu diễn của anh, sau đó gửi tặng những bó hoa tiền hoặc phong bao, thậm chí cả vàng. Người hâm mộ Hồ Văn Cường bày tỏ, tôi cũng không hiểu tại sao Hồ Văn Cường lại có một sức hút kỳ lạ mà không thể giải thích được. Từ khi vô tình nghe Hồ Văn Cường hát ca khúc Về Miền Tây năm 2016, tôi đã say mê. Từ đó đến nay, tôi không bao giờ quên được Hồ Văn Cường. Vì thế, mỗi khi gặp, tôi càng quý mến nhiều hơn và muốn dành hết tình cảm cho cậu ấy. Món quà được fan club của nam ca sĩ chia sẻ. Fan club của Hồ Văn Cường có tính chịu chơi khi nhiều lần tặng bó hoa bằng tiền cho ca sĩ. Trên nhóm fan, không ít khán giả ở độ tuổi trung niên đăng tải hình ảnh gửi tặng tiền cho Hồ Văn Cường được để trong phong bao. Bó hoa tiền với mệnh giá không hề nhỏ và cập nhật lịch diễn của nam ca sĩ. Trước đó, trong đêm diễn tại Hà Nội cuối năm 2022, một fan lớn tuổi không ngại mang quà giá trị như hộp vàng tiền lên sân khấu tặng Hồ Văn Cường. Người này chia sẻ, con áp lực phải không? Tại vì kiếp trước cô ấy mượn vàng con nên kiếp này phải trả, nên con cứ thoải mái nhận. Giọng ca tình trang hóng hình nói, kiếp trước con giàu quá nên kiếp này con nghèo, không có nổi một cây vàng luôn. Từ ngày đi hát mấy cô mấy chú tặng vàng con hoài chắc mất con thành đại gia quá. Đại gia nhưng mà là da bọc xương. Thời gian qua sau ồn ào với công ty mẹ nuôi, cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường nhận được sự hậu thuẫn của Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 khởi sắc hơn trong sự nghiệp và cuộc sống, đi sâu đều đặn. Ngọc Sơn tiết lộ thủ lao biểu diễn của Hồ Văn Cường thuộc mức cao, khoảng 200 triệu, sâu. Đại diện của nam ca sĩ cũng xác nhận thông tin này và cho biết với mức cát xê này Hồ Văn Cường sẽ hát hơn chục bài. Cũng theo ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn, cậu học trò có cuộc sống riêng, ở nhà riêng, tự lập. Hiện, Hồ Văn Cường là sinh viên ngành Marketing, khoa Kinh tế Quản trị, Đại học Hoa Sen. Hồ Văn Cường nổi tiếng từ khi dự thi và giành quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 và đoạt giải ca sĩ ấn tượng VTV Award 2016. Đầu năm 2017, Hồ Văn Cường nhận hai giải Mai Vàng cho ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng cùng với top 10 nghệ sĩ của năm. Trúc Chi, theo người Lao động, Tiền Phong.